Sáng nay ngày 25 tháng 9 tại nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng, hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ, ngân hàng chính sách xã hội toàn quốc năm 2022 đã bế mạc sau hai ngày tranh tài sôi nổi. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến dự và trao giải cho các đội thi. Cùng dự có Phó Tổng đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Minh Tú, Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Dương Quyết Thắng và đại diện lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác. Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả của ban tổ chức, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các đội thi, hội thi nghiệp vụ giỏi tài năng văn nghệ ngân hàng chính sách xã hội toàn quốc năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã chọn ra một giải nhất thuộc về đội thi đơn vị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng cùng với 3 giải nhì, 6 giải ba và 14 giải khuyến khích. Hội thi nghiệp vụ giỏi tài năng văn nghệ ngân hàng chính sách xã hội toàn quốc năm 2022 với sự tham gia của 35 đội thi được tuyển chọn qua các vòng thi cấp khu vực. Họ đều là cán bộ của Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng chính sách xã hội. Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội mong muốn mỗi cán bộ viên chức người lao động của ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần này, trao dồi nghiệp vụ, tận tâm, trách nhiệm trong công tác để các chương trình tín dụng chính sách xã hội ngày càng phát huy hiệu quả.